Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần lý thuyết của cái bài số 1. Đó nào, khá là dài. Thầy chỉ cũng chỉ quay trong vòng 2 clip gồm có 4 phần. Thì thầy đã quay cho em 2 clip tiết 1, tiết 2 rồi, đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần bài tập. Ở trong đây nó có 7 bài. Thì thầy cũng sẽ quay từ 1 đến 2 clip cho các em nha. Tức là 2 clip. Ta đi sang câu số 1. Khi trát tường, dụng cụ không thể thiếu của người thợ là thước dẹt dài. Công cụ của thước dẹt này là gì? Giải thích. Thì em thấy là trước em thấy cái người thợ xây không, người gọi là người thợ hồ ấy, người ta hay có cái thước dài này. Khi người ta đưa hồ lên, người ta đắp hồ xong, sau đó người ta sẽ làm như thế này em này. Ví dụ đây là thước dài đúng không? Cái mặt ở trên cái màn hình của thầy đây chính là một cái mặt phẳng cần trét này. Ví dụ người ta sẽ ấn mạnh vô đây, người ta quẹt lại như này này em này, quẹt quẹt lại để làm gì em? Nhưng mà cái thước dẹt này để làm gì? Để làm cho cái mặt lớp vữa, nghĩa là cái mặt hồ á, nó sẽ phẳng và nó sẽ nằm trên cùng một cái mặt phẳng này, nó sẽ đè bẹp trên một mặt phẳng này để láng vào trên tường hay là trên ví dụ sân hay là trên cái nền nhà, hiểu chưa? Như vậy thì cái em ghi này là cái thước dẹt làm cho cái mặt lớp vữa phẳng và dải móc cùng nằm trên mặt phẳng, rồi thế nào? Câu số 2. Mấy cái này thì dễ hả? Như đây em. Hình 29 là hình ảnh của chặng giấy bằng gỗ có 4 mặt, phân biệt là các tam giác vị biểu diễn của chặng giấy bằng gỗ đó. Đây. Này dễ đúng không em? Này em ta lấy thôi. Lấy 4 đỉnh ha. Vị thành tứ diện. Rồi chúng ta nói là những cái nét này thì bằng nét liền, chúng ta thấy được chúng ta sẽ vẽ bằng nét liền. Còn những anh nào mà không thấy được thì chúng ta vẽ bằng nét đứt. Rồi, ok. Xong, hiểu chưa? Ta đi sang bài số 3 các em nha. Rồi, ta sẽ đi sang bài số 3. Ta hỏi này các em. Cho ba cái đường thẳng ABC không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cách nhau. Không cùng nằm trong mặt phẳng và đôi một cách nhau. Chứng minh rằng ba đường thẳng ABC cùng đi qua một điểm, hay còn gọi là ba đường thẳng đồng quy. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy ba đường thẳng. Cái này thì thông thường cắt nhau tại ba điểm, thường chúng ta sẽ vẽ nó thành một tam giác ấy. Đó. Đúng không? Dù như đây chúng ta có, đây chính là đường thẳng A, đây đường thẳng B và đây đường thẳng C. Đây nó cắt nhau ở đây, dù như là ba cái điểm A, B và C. Đó. Cho ba đường thẳng ABC không cùng nằm trong mặt phẳng, đôi một cắt nhau này, các em thấy đôi một cắt nhau chưa? Chứng minh rằng ba cái đường thẳng ABC đi cùng đi qua một điểm, cùng đi qua một điểm, hay còn gọi là ba đường thẳng đồng quy. Được chưa? Như vậy thì giả sử này, bây giờ chúng ta giả sử nha. Giả sử như bây giờ ký hiệu giống trên hình này. Giả sử thứ nhất là cái em thấy cái đường thẳng A và đường thẳng B nó cách nhau tại đâu? Cách nhau tại C. Cái đường thẳng A và B cách nhau tại đâu? Cách nhau tại C, đúng không? Tương tự như vậy, cái đường thẳng A và C thì chắc chắn ở đây cách nhau tại B. Cái đường thẳng B và C cách nhau đây là tại A, đúng không? Thì trong đó
A, B, C. Có đồng quy không? À, không đồng quy. Không đồng quy. Đúng không? Em thấy nó đâu có đồng quy đâu. Đâu cùng nằm trên một đường thẳng đâu, đúng không nè. Đấy. Nhưng mà thì khi đó B và C, khi đó B và C thuộc đường thẳng gì? Đường thẳng A. Đấy, B và C thuộc đường thẳng A. Mặt khác, B thì thuộc đường thẳng C, còn C thì thuộc đường thẳng gì? Đường thẳng B. Nên từ đây chúng ta suy ra BC nó thuộc cái mặt phẳng chứa đường thẳng B và C. Do đó cái đường thẳng A thuộc cái gì? Mặt phẳng BC. Nên sao các em? Nên ba cái đường thẳng này đồng quy. Hồi nãy chúng ta ký hiệu đây là một, đây ký hiệu là một, thì chứng tỏ cái điều này nó sẽ mâu thuẫn với một, đúng không? Nó sẽ mâu thuẫn với một, đồng quy. Ở đây em ghi là mâu thuẫn với một. Khi mâu thuẫn với một thì vậy ba đường thẳng A, B, C cùng đi qua một điểm. Được chưa nào? Đó. Ok. Được chưa? Đáng lẽ thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 4 được em, do mới có 7 phút mấy à, nhưng mà do thầy có việc đột xuất được em, nên là thầy sẽ quay bài 4, 5, 6, 7 cho các em ở trong clip sau, là sẽ quay trên một clip thôi nha, do có việc đột xuất. Chúc em học tốt nha, bye bye nha. Để bài 4 này lại em nha, do thầy mắc đi họp đột xuất. Các bạn em, ok. Rồi, xin chào các em.